Xin chào tất cả các anh em nha. Bây giờ anh em tham gia một chương trình AirGrab nhận 100 đồng top cần có hiệu Supermon, và chương trình AirGrab này dành tổng phần thưởng dành cho 5.000 người nha các bạn. Rồi để tham gia giá hôm nay, quan đích phần link mô tả của mình, các bạn join vào kênh nhiệm vụ, kênh group, kênh trailer các bạn. Twitter nữa các bạn. Để mình coi còn mấy những còn mấy bao nhiêu sức nữa các bạn. Có 498 người theo dõi rồi các bạn. Nhưng mà chương trình AirGrab này còn nhiều lắm các bạn. Các bạn có thể làm kịp, làm được đó các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn retweet mình nha. Tự chữ Smart Chain nè. Các bạn sao chép lại nha các bạn. Rồi các bạn nhấp vào đây, các bạn retweet lại nha các bạn. Tăng 3 người bạn vào. Rồi các bạn like nè các bạn. Các bạn chấp nhận cho retweet nha các bạn. Những kèo thứ này dễ ăn lắm các bạn. Rồi các bạn bấm vào cộng mình. Tăng 3 người bạn nha các bạn. Tăng cộng Goku. Mà chạy xíu các bạn. Tăng cộng Leju. Rồi các bạn bắt cái tab này vào các bạn. Rồi các bạn tự quyết các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn mở Twitter ra các bạn. Các bạn nhấp vào ba cho bên cùng nè các bạn. Đây là username của mình nè các bạn. Rồi các bạn nhấp vào hồ sơ. Rồi các bạn chia sẻ cái bài tweet này lại nè các bạn. Anh sẽ chép liên kết nè các bạn. Rồi các bạn mà bắt đáp lại, các bạn mở cái link form ra. Thì các bạn dán cái link retweet vào đây nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn tiếp xuống. Trong đầu tiên thì các bạn điền địa chỉ email của tất cả các bạn nha các bạn. Email ảnh Nhân Quỳnh. Ảnh dán Quỳnh gặp chung cơm. Tiếp tục thì username từ Twitter nãy mình chỉ của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng MMO của anh. Cộng MMO của anh nè các bạn. Tiếp tục thì các bạn điền là username Telegram của tất cả các bạn nha các bạn. Cộng anh 4.1 nha các bạn. Tiếp tục thì cái link ghép là cũng là cái link ghép username mình nha các bạn. Thì các bạn điền vào cộng anh 4.1 nha các bạn. Tiếp tục bạn lấy địa chỉ Binbi Smart Chain. Các bạn dùng địa chỉ trên giấy chocolate cũng được nha các bạn. Rồi các bạn lướt xuống, các bạn tìm giấy Smart Chain Binbi nè các bạn. Các bạn cứ làm đi, sau này tôi cần tự động nó về giấy mình các bạn nha các bạn. Rồi các bạn copy nè. Bạn bắt vào đây nè. Rồi các bạn chỉ bấm gỡ là xong các bạn. Ok, vậy mình hướng dẫn các bạn tham gia chương trình AirGrab nhận 100 đồng nhờ top càng Supermon. Đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn tất cả các bạn trong những video clip tiếp theo từ mình nhé.